Mấy mây dướng mắt đối với thế gian này Chính là sợi dây trói buộc Khiến cho quý vị chẳng thể giảng sanh Quý vị đã sai rồi Hãy buông hết thảy xuống Vì thế chúng ta sống trong thời đại này Đối với một người tu hành thật sự mong chứng quả Mong thành Phật mà nói Thì là hoàn cảnh tốt đẹp lắm tai nạn là hoàn cảnh tốt đẹp vì nó bức bách quý vị không dụng công cũng chẳng được ép quý vị không buông xuống cũng chẳng xong đó gọi là nghịch tăng thượng duyên nếu là đời thái bình thịnh trị hết thảy đều có thể vừa lòng như ý quý vị sẽ chẳng muốn rời đi vẫn mong sống trên thế giới này thêm vài năm nữa nếu thấy hiện thời tai nạn dồn dập như thế trong tâm sẽ mong ước gì ta giảng sanh ngay lập tức giảng sanh ngay hôm nay là tốt nhất tâm thành tựu sẽ dũng mãnh tinh tấn khiến cho quý vị có cái tâm cảnh giác rất cao trong hoàn cảnh